tại Hà Nội, tổ chức Plan Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị đã tổ chức hội thảo, công bố tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo nghề. Bộ tài liệu được xây dựng dựa trên đánh giá thực trạng kiến thức, kỹ năng sống của thanh niên đang theo học chương trình nghề và yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội do tổ chức COICA và Plan Việt Nam tài trợ, nhằm tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho hàng ngàn thanh thiếu niên yếu thế. Các em sẽ được đào tạo nghề theo đúng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với hoàn cảnh của từng cá nhân.